hai người đàn ông đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã mang đệm, gối, ga giường, đèn chụp, đồng hồ và thậm chí là cả thú nhồi bông để tạo ra một phòng ngủ rộng sâu khoảng 8 mét so với mực nước biển bởi quá mê mùn lặn. Họ chỉ nằm và nhìn đàn cá bơi lội hàng giờ liền. Trong khi đó, một thợ lặn khác ghi lại mọi hoạt động của họ bằng chiếc camera chuyên dụng quay dưới biển. Sau khi kết thúc dự án, họ đưa toàn bộ đồ đạc lên tàu. Dự án mang thông điệp chứng tỏ rằng đại dương cũng là một ngôi nhà.